Xin chào các bạn, hôm nay tới nhà của thằng em tham quan mấy con chim, nhưng mà gặp mấy con chó đẹp quá. Thấy thằng em nó đang gây giống, đang phối giống là cũng có bán chó, cho nên mình quay cho các bạn xem. Các bạn nào ưng ý thì có thể liên hệ với thằng em nó. Sợ sợ chó. Là liên hệ thích chó con thì liên hệ với thằng em nó nha. Đầu quay vậy. Rồi. Nè. Đây. Bốn con đò con. Tên đây tên gì? Này là bốn em cái không? Bốn con trên bút đồ, bút đồ. Bút đồ hả? Dạ. À, là con đây là con mẹ đó. Dạ đúng rồi. Con mẹ. Nè, ở xuống dẹp chơi đi. Rồi, này là được 1 tháng tuổi rồi đó. Bút đồ, mẹ 1 tháng tuổi. Tao phái con bự nè. Bự là con Golden. Chó này của giống nước nào? Con này của châu Âu, nhưng mà để mình nhớ thôi, của Đức hay gì á. Của Đức, là nó là dòng chó săn vịt hồi xưa á. Hồi xưa là người ta bút dùng đồ, đây là nó bố để săn vịt. Giữ không mày, mày ôm nó để tao quay mấy con ấy, cưng quá. Trời ơi. Đảo đi nó. Cưng quá. Nè, đây xếp hàng đi. Đó, xếp hàng đi. Rồi. Cho bút đồ. Thằng em nó đang gây giống để trời ơi, nó con nó đang phá. Con này cũng chung bầy luôn hả? Dạ chung hết luôn á. Con cha nó màu trắng. Dạ đúng rồi. Con cha màu trắng, con mẹ màu đen. Có hình ảnh để em gửi. Bút đồ. Ôi. Bảo vệ con. Gấu. Biểu gấu. Đây là con chó gì? Chó Golden. Golden của nước Anh hả? Dạ. Golden cái luôn á. Cũng bị là sắp tới có giống luôn á. Ủa lông nó đẹp nè, Dạ, thôi. Nó ra ngoài nắng là nó ánh kim luôn á anh. Bữa nay trời mưa quá. Ánh kim luôn. Mày ăn con. Gấu. Con chó này đã nè, chó này ta nuôi kiểng đã luôn nè. Con này gấu bự, con này gấu nhỏ. Nhà này gấu không à? Nó mến người lắm, mọi người là lạ vô là nó nhào lên nó ôm. Ôm người ta vậy đó. Ai nó cũng ôm được chứ. Có bự. Mình được bốn cái không à. Con này là con quẹt gì? Cóc ca tu. Quẹt Úc, cóc ca tu. Quẹt Úc, cóc ca tu hả? Dạ. Cũng cái luôn đó. Hay đẹp quá ha. Ngái luôn. Này ngoan ha. Cắn hả? Con này nó cắn hả? Cắn à. Cắn phun máu luôn, nó cắn em hoài luôn á. Con lâu ăn mắm nó giết kìa. Quay cho các bạn xem mấy con chó này xong rồi lát mình ra sao mình cho xem mấy con chó bạch ghê nữa. Đó, nó có mấy loại chó luôn. Bữa thì em cũng có bán một ít rồi trên cái trên của cậu em đó. Cũng giao thấy ở mấy cái nhà vào ta nuôi con chó này không nè. Dạ. Mà thường là màu nâu. Nâu nhiều hơn mà màu đen này. Đen. Trắng thì nó dơ ha. Dạ, trắng thì dơ. Trắng thì phải nuôi sạch sẽ một xíu được. Con. Đi đâu vậy con? Con cha nó trắng tinh luôn đó mà nó ra. Ra ba con sáu. Trắng này đẹp nè. Dễ thương. Này dễ thương nhất á. Chừng quay lên tao đang nỉ mày, tao hỏi mua nè, nó cứng quá mà. Rồi đem nhốt đi. Mày vô chuột, vô chuột. Sao, có biết nói chuyện không? Ủa, cái con này nuôi nó biết nói chuyện không? Biết luôn anh. Mà nó chưa biết nói ha. Dạ, tại vì con này là con chim bổi thì bắt ngoài thiên nhiên về đó. À. Nên là nó không biết nói chuyện. Mình tập nó thì cũng biết đó, mà khó hơn là con chim nó mình nuôi đẻ trứng ở Việt Nam. À. Con này cũng bắt ở Úc về nè. Giờ đi ra quay mấy con chó bạch ghê đi. Dạ. Quay mấy đợi. Cứ bự vô con. Vô mày. Quay đợi lúc nào nó không sủa mà được chứ. Có lồng có chuồng gì được không? Được nhưng mà yêu cầu nó đừng có sủa hầm hầm là được rồi. Gấu, đi vô. Mình đi dài ra coi chó bạch ghê nha các bạn. Tham quan chó bạch ghê luôn.
Nhưng mà giờ mình tạm cắt cái chỗ này đi rồi để canh cho nó lúc nào nó không sủa mới được, chứ còn sủa là YouTube nó nói mình có hành động với động vật. Cho nên là đây chim chỉ thịt. Bữa nay trời mưa cho nên là đường nó dơ cũng hơi khó. Chim chỉ rồi mình đó chuồng cá bự ghê, các bạn sủa phùm đó. Đây cá bự ghê này nó tên gì? Malinois, anh dòng chó bẹt ghê bỉ. Đây là dòng chó bẹt ghê bỉ Malinois ha. Chó là chó cảnh sát á, chó cảnh vệ á. Chó cảnh vệ hả? Dạ. Em nuôi sinh sản. Nuôi sinh sản. Mấy em này là 4 tháng thôi, mới 4 tháng mà nó gần 20kg. 4 tháng gần 20kg. Trưởng thành nó luôn á, khoảng 40 mấy 50kg. Con mẹ của nó 46kg. Mẹ của mẹ đó hả? Mẹ này thì tại vì nó em nuôi lúc đầu thì nó chừng 30 thôi. Nhưng mà còn mấy con này là mẹ nó 40 50. Này là chó này mới 4 tháng thôi các bạn, mà quá trời bự rồi. Cái này nó ăn mình cho nó ăn bình thường hả? Dạ, cháo với lại gà hoặc là cháo gan bò, lòng heo, lòng dê rồi đó. Lòng heo hay lòng dê. Cũng như là cháo có đồ bỏ vô ha. Dạ, có thịt rồi vô. Có thịt rồi vô ha. Em nấu một nồi cháo gan bò sống. Gan bò, lòng bò. Tên Gon hay là tại dòng gió hả Gon? Đặt tên Gon. Đặt tên Gon nè. Con nè, con này con Silver. Con này là con này Diamond. Im lại. Gon. Chó này của nước nào? Của Bỉ anh. Bỉ hả? Bỉ. Dạ. Bẹt ghê Bỉ hả? Cái gốc của nó là bạch kê Đức, lại có dòng chó ở Bỉ. Gốc của nó là bạch kê Đức. Đây là ra dòng mới là bạch kê Bỉ, dùng cho cảnh sát Bỉ thôi. Thôi, ê, tao quay chơi thôi, rất là lớn nha. Mấy em đó còn thiếu nhi á. Thiếu nhi hả? Không biết lạ gì không? Là nó còn hiền á. Mẹ này nó mới biết người lạ thì quen, nó sủa cầm đầu. Ngoan con. Nó mà sủa là nguyên bài sủa theo á. Quan trọng là nó thôi. Rồi mấy con bên kia? Bên kia là con của con đó. Con của con nè. Dạ. Con đó là mày, đó là Su. Một con là tên Su, một con tên Thổng. Sủa chưa? Sủa dữ lắm à. Đứng xa xa quay thôi. Đừng sủa cho mày. Su. Su. Ê. Đó, Su. Con này mừng. Cũng 4 tháng thôi, mới 4 tháng. Thiếu nhi luôn. Do 4 tháng. 4 tháng mà bằng. Ủa nãy nói trọng lượng nó lớn hết ra nó nhiêu? 4 mấy ký hả? Dạ, 4 mấy gần 50. Ồ. Mày đúng là phải nhà có điều kiện mới nuôi nổi đó. Đó là con của con đó. Con tên Su, con kia tên Phỏng. Này lúc nhỏ nó bị Phỏng, đặt cái Phỏng luôn. Khôn lắm, ăn xong rồi tha cái đồ ăn của nó, muỗng hay là thức ra cái thao gì đó thay chuồng hết trơn. Đập vậy hả? Tha vô nó để trong chuồng đó, cái thao đó. Là tự nó tha hả? Tự nó tha vô á, cái em là mang em cho nó ăn để ngoài nè. Tha vô để chuồng á. Nó độc ta. Mới có 2 tháng tuổi đã bắt được con chuột rồi, chuột cơm. Em có clip bắt chuột cơm mới 2 tháng thôi. Con chó này mà phải mà mình nuôi mà phải mày học cái kỹ thuật mà huấn luyện nó chắc nó khùng lắm ha. Dạ đúng rồi. Chơi đó cảnh sát có nghiệp vụ mà. Chó này nuôi nghèo nuôi không nổi. Đây nè. Đây cái nồi đó đây hả? Dạ đúng rồi. Nay mình cho nó ăn gan bò, mỗi bữa thì cũng có gà hay là lòng dê vậy đó. Được. Cha này đầu tư cũng bộn ha. Và vậy nó mới ăn hả? Cháo không nó cũng ăn nhưng mà nó không đủ chất anh, nó không đủ chất thành ra nó lớn không đủ đồ ha. Dạ, đúng rồi. Cho nó hết lớn ha. Đây là sắc gan bò cho chó ăn nha các bạn.
không phải cho người ta nha, giờ thấy nồi cháo cũng ngon quá nè. Người ta ăn dám còn được không á? Có gì đâu. Dạ, lâu lâu em cũng ké nó hoài vậy. Dán bò thôi mà. Lâu lâu ké hoài luôn hả? Mày có phần không đây? Đó à. Có phần luôn hả? Ảnh cũng kén ăn lắm. Có đồ ăn xịn nữa mà ăn. Còn thịt gà giờ anh làm biến ăn là phát mò thôi. Được. Đọc, đọc kêu, đọc kêu. Đấy, người ta ăn được nó đồ lòng bò mà. Dạ, cái bò ấy vô. Cho nó miếng đi. Cho cục đi. Ừ, trời ơi. Cục bự quá vậy. Con chó này đẹp thiệt. Con cái luôn á. Chó này nè. Nếu mà tao khoái con chó này. Nó thân thiện với người lắm. Thân thiện, nó khôn mà. Thấy mấy con chó trên mạng Trung Quốc nó huấn luyện là nó thấy giống chó này nè. Gâu, ngồi xuống. Ngồi. Nè, ngồi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đi. Rồi, ngồi. Nằm xuống luôn. Nằm xuống. Nằm. Bắt tay hả? Bắt tay này coi. Bắt tay phải. Nằm xuống. Nằm xuống mới được ăn. Rồi, ham ăn. Nằm xuống. Nằm. Ngồi xuống đi. Đúng rồi. Nằm xuống. Nó biết nằm ngồi với lại bắt tay. Gấu, bắt tay nè. Bắt tay mới được ăn nữa. Bắt tay. Tay đâu? Rồi. Tay đâu? Bên kia. Không nghiên cứu mấy cái kỹ thuật huấn luyện chó á. Dạ. Nuôi mấy chó này phải huấn luyện cho nó khôn mới giá trị nó mới lên. Nó ghê lắm, nó chiều quá mà lạnh á là nó khiều khiều độ của nó. Nó lại sạo độ, nó khiều khiều độ nó nè, đã hai bộ độ của nó nè. Gấu lại đây gấu. Có độ. Nè, phải độ của mày nè đúng không? Xong á là nó tự mặc đồ luôn. Ừ. Nó đưa cái đầu nó vô, xong em chồng cái đầu nó vô. Ừ. Xong cái kêu đưa tay lên, cái là đưa tay tự động sọc vô vậy luôn. Ừ. Mặc đồ luôn. Một ngày về mấy nồi? Dạ một nồi vậy, em phân ra 2 sáng chiều. Một ngày là ngày nào cũng phải có nồi vậy? Dạ. Đủ. Có bữa thì em cho gà. Thịt gà ha? Dạ. Gà em mua của CB á, gà của CB á. Ừ, gà nó giao tới nơi luôn. Ừ. Giá 19.000 ký à. 19.000 ký. ăn gà thả vườn nó sắp chết luôn. Dạ. Ngày nó ăn 3 ký gà đó anh. Ừ. Vậy thì chi phí cũng bộn ha. Bởi giá nó cao phải rồi. Chó này kêu bằng chó nhà giàu mà. Ngày ăn cho nhiều hơn này nữa. Nó hơi nóng. Nóng quá ăn được không? Dạ ăn cho nó hết chứ anh. Nóng quá rồi. Nóng quá ăn được rồi. Rồi có một bầy lợn gừng con á. Ốt. Con này là heo rừng lấy heo mội. Heo rừng lấy heo mội á, nó bự lắm, bụng bự nữa. À, heo rừng lấy heo mội. Dạ, còn con cha, con chồng của nó là heo rừng gặt luôn. Heo rừng gặt luôn ha. Nhưng bài này là rừng gần 70% rồi đó. Nó tỷ lệ rừng cao hơn. Sao rừng. Con? Rừng quá. Dạ, em tên Tuấn. Em nay về quê kinh doanh mọi thứ nay được 3 năm rồi. Lại mua chim, gặp mấy con chó quay cho các bạn xem luôn. Quay bạn nào cần thì liên hệ. Nói chung đi vòng vòng thấy mô hình nào hay thì cũng thường cũng chia sẻ để cho bà con mình ai có nhu cầu thì liên hệ tìm để mua giống. Để nhiều khi có bạn có bà con cần nhưng mà không biết kiếm ở đâu. Sẵn mấy cái dịp này thì mình quay luôn. Thôi nha, video hôm nay mình kết thúc tại đây. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.